Rồi hello, xin chào các chị nhà đầu tư, xin chào các anh em chiến sĩ cũng như các anh chị khách hàng đang theo dõi trên nền tảng YouTube ha chị. Một cái video chắc là hơi lạ so với thị trường phải không ạ? So với các phiên trước ha, một cái background đỏ. Thì background đỏ nhưng mà lại có nội dung là chuẩn bị tất tay chờ phiên hoảng loạn thì như thế nào đúng không ạ? Tính từ cái video gần nhất của em tới hiện tại thì chắc là cái video ngày 29 tháng 7 ha, thì bây giờ mình mới làm lại một cái video thứ hai ha. Đôi khi thị trường nó có những cái thời điểm chúng ta nên làm, còn những cái thời điểm thị trường không cần phải làm nhiều video quá nha. Rồi, cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà anh chị cũng thấy được là một cái phiên đánh tương đối khó chịu đối với chúng ta đúng không? Tài khoản chúng ta lại bị bào đi hơn 400 mã đỏ và hơn chắc chắn luôn. Hôm nay lên chúng tôi đúng rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Cảnh báo rồi. Đa số đơn giản quá, cái vùng 258 là một cái vùng ai cũng thấy được ha. Thì đa số các anh chị đầu tư cũng đưa tài khoản của mình về vùng an toàn rồi. Vấn đề bây giờ của chúng ta là khi nào chúng ta lại xuất trận tiếp? Và nếu như anh chị đang kẹt hàng hoặc như nếu như anh chị lỡ full hàng trong giai đoạn vừa qua thì anh chị nên làm gì vào ngày mai? Đó mới là cái mấu chốt chính của chúng ta ha. Vậy thì thị trường của chúng ta có còn rơi nữa hay không? Nếu như rơi thì rơi về đâu? Và tới thời điểm nào thị trường của chúng ta sẽ tạo đáy? Đó là những cái câu hỏi tương đối quan trọng trong thời điểm này đối với anh chị nhà đầu tư đúng không ạ? Thì phiên ngày hôm nay là một cái điểm nhấn mà anh chị em để ý đi, nó sẽ rất hay. Phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà sáng nó kéo cho chúng ta lên chạm đúng loanh quanh vùng 1257.7.8 gì đấy, tới 1258 ha. Và giảm rất mạnh trong cái phiên ngày hôm nay. Giảm đâu đó trên 20 điểm ha, nhưng mà trên 400 mã đỏ lận và thanh khoản của chúng ta cũng rất cao. Thị trường ngày hôm nay thậm chí bản thân mình chia sẻ bên chị thật lòng luôn, mình cũng lỗ. Mình đánh thuần kỹ thuật luôn nha chị, ra vào rất nhanh trong giai đoạn này luôn nhưng vẫn lỗ, hôm nay vẫn phải chốt lỗ ở mức 3,7% ha. Đây là những nhịp T cộng thôi, nếu anh chị theo dõi trên livestream thì chị đều biết được Tèo và team của Tèo đánh như thế nào ha. Những nhịp như thế này là những nhịp đánh T cộng hàng về có lãi, VGS về lãi chốt ha. Chỉ có một cổ phiếu là hôm nay là còn một cổ phiếu Novaland và cổ phiếu VGC ngày mai ấy về. Thì liệu thị trường nó có rủi ro cực độ hay không, thị trường nó còn giảm sàn hàng loạt nữa hay không, hay là thị trường nó sẽ có khả năng nó tạo đáy để đi lên? Vậy thì tạo đáy là tạo đáy ở đâu thì chút nữa chúng ta sẽ đi vào video để chúng ta nhận định ha. Tại sao lại có những cái thông tin là chuẩn bị tất tay mà chờ phiên hoảng loạn, thậm chí tới cái thời điểm hiện tại như thế này luôn anh chị vẫn nhận thấy được thị trường vẫn chưa có sự bán hoảng loạn. Bán hoảng loạn có nghĩa là chúng ta thấy được sự chất sàn hàng loạt ở tránh bên mua, thậm chí là những cái mã cổ phiếu trụ luôn, VN30 nó phải sàn hàng loạt thì nó mới thay đổi được một cái dòng tiền mới và nó mới start up cái game lại ha. Nó start cái game lại thì chúng ta bắt đầu một cái game mới, chúng ta chia bài lại để anh em kêu là thôi chia lại sòng mới đi. Thì khi nào chúng ta xác nhận được thị trường chia lại sòng mới thì trong video này anh em mình sẽ cùng thảo luận với nhau ha. Còn vấn đề bây giờ anh em chia sẻ, em thấy đi các cái Facebook hay là các media ai em kêu cảnh báo rồi, thấy chưa, thị trường như vậy ai cũng thấy mà. Sau một cú nhịp hồi 1218 kéo lên cho anh em 1258 không, tất cả anh em ITP dùng Ichimoku hoặc thậm chí bây giờ các anh em dùng phân tích phương Tây đều thấy được cái điểm đấy. Sở dĩ thị trường nó bị bán mạnh như thế này là vì tất cả các công cụ kỹ thuật, đa số nha, tất cả đây không phải, đa số các công cụ kỹ thuật đều cho chúng ta thấy được rằng một cái điểm 1258, 1207 là một cái vùng cản rất mạnh của thị trường và đây chỉ là một nhịp hồi thôi ha. Rồi chúng ta bắt đầu vào phiên ngày hôm nay ha, sẽ có nhiều thông tin rất hay cho mọi người trong ngày hôm nay để chúng ta đưa ra một cái kế hoạch hành động trong giai đoạn tiếp theo ha. Chào mừng quý vị nhà đầu tư đến với video của em ha, nhận định thị trường sau giờ khớp lệnh ngày 2 tháng 8 năm 2024, chuẩn bị tất tay chờ phiên hoảng loạn đúng không ạ? Rồi mình bắt đầu phiên ngày hôm nay bằng một số những cái thông tin đáng chú ý đi. Chúng ta có một số những cái thông tin mà tổng hợp nhanh về thị trường cho anh chị nhà đầu tư ha. Chúng ta thấy được hôm nay nó có một cái điểm tương đối chú ý nếu như anh chị coi được thanh khoản ha. Anh chị cứ yên tâm đi, nếu mà anh chị muốn những cái thông tin như thế này á, anh chị vào room nhé, chị vào room khách hàng hoặc là chị vào những cái room cộng đồng thì đa số cuối phiên em sẽ cho anh chị một số những thông tin ha. Đấy, những cái room cộng đồng như thế này ha, đây anh chị có thể search hoặc là chút nữa em gửi ở cái phần comment hoặc là anh chị quét cái room Zalo trên đây này, cũng là trong một trong số những cái room anh em câu lạc bộ của chúng ta ha, anh em ITP, để chúng ta cập nhật những thông tin sớm nhất trong mỗi ngày. Thì chúng ta đi qua thị trường của chúng ta, thanh khoản ngày hôm nay là 24.000 tỷ, hơn 24.000 tỷ ha, trong toàn bộ thị trường của chúng ta và thanh khoản của chúng ta trên HOSE hôm nay đạt trên 21.000 tỷ, một phiên nổ vol nhưng mà nổ vol với thanh khoản lớn giảm nha. Đây là một cái phiên mà chúng ta phải tương đối lưu ý, đây là một cái phiên bán chủ lực, nhìn rất kỹ thôi anh em mình nhìn thấy trên sàn HOSE thì tổ chức trong nước của chúng ta hôm nay bán ròng 69 tỷ, công ty chứng khoán tự doanh mua ròng vào 1.000 tỷ nha chị, 1.169 tỷ,
nhà đầu tư cá nhân trong nước bán ròng 1.161 tỷ luôn. Có nghĩa là nhà đầu tư cá nhân thay thế cho công ty chứng khoán bán ra, công ty chứng khoán mua vào ha. Nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu mua ròng 69 tỷ. Có nghĩa là anh chị thấy được câu chuyện là giai đoạn trước nhà đầu tư nước ngoài bán rất nhiều đúng không? Bán liên tục. Người ta bán liên tục và một khối lượng rất lớn các nhà đầu tư cá nhân đang ôm hàng. À, cái giai đoạn mà thị trường nó vả cho chúng ta liên tục những giai đoạn gần đây, thị trường của chúng ta đã kết thúc cái nhịp tăng ở đây rồi. Nha anh chị, giảm mạnh trên mây bật tăng lên, kết thúc cái nhịp tăng ở đây rồi. Đây là những cái nhịp mà chúng ta chỉ hồi thôi. À, anh em nói rất kỹ rồi, em còn nhớ rất rõ cái phiên, để em coi. Đây cái phiên giao dịch cái ngày 4 ngày trước đúng không? 4 ngày trước, ngày 29 tháng 7, có nghĩa là tối ngày 28. Hồi rồi rơi, tốc cổ phiếu hồi mạnh. Đây chỉ là một cái nhịp hồi thôi. Nha chị, chúng ta thấy rất rõ ràng, đa số các anh em trong câu lạc bộ đều thấy được, nên cái lý do mà chúng ta nên đi học nó rất là quan trọng, cũng như là các anh chị nắm về kỹ thuật, phân tích cơ bản thôi, không cần phải quá nhiều đâu. Chúng ta cũng bảo vệ được cái tài sản của chúng ta rồi. Rất nhiều anh chị nhà đầu tư vẫn tin tưởng thị trường đi lên, vẫn nghĩ là thị trường nó tạo đáy đi lên, nhưng thực ra chưa tạo đáy. Khi nào tạo đáy anh chị sẽ thấy được, các anh em sẽ làm những cái video clip hoặc là nhắn cho các anh chị khách hàng thị trường sẽ tạo đáy đúng không? Vậy thì thị trường của chúng ta trong giai đoạn này chúng ta nên xử lý như thế nào? Cái vấn đề nên xử lý như thế nào? Tại sao khi mà cá nhân bán ròng mạnh ra, công ty chứng khoán tự doanh mua vào, nước ngoài mua vào thì cái vùng tạo đáy nó đang rất gần. Anh chị, tự doanh mua vào liên tục trong dạo gần đây, nước ngoài bắt đầu ngưng bán ròng và mua ròng lại. Cá nhân bán rất mạnh nha chị, cá nhân bán 2.700 mấy chục tỷ trong cái giai đoạn mà cái tuần em làm video gần đây nhất á anh chị. Nói chung là từ bữa đó tới giờ em làm một video video này thôi ha. Thì video này là video cơ hội nha chị, mặc dù anh chị thấy được cái thumbnail của chúng ta là đỏ ấy, nhưng mà trong cái đỏ nó có cái xanh ha, trong cái xanh nó có cái tím ha, ID này 2762 thì chị yêu mến có thể là mở một cái tài khoản ủng hộ cho em nhá. Đó thì tại sao chúng ta lại đấy nhìn ra một cơ hội bây giờ nè. Bây giờ không phải là thời điểm cho anh chị hoảng loạn nữa, không phải là thời điểm cho anh chị gọi là lo lắng lo sợ nữa ha, mà bây giờ là cái thời điểm chúng ta phải suy nghĩ lại, ngược lại rằng cái giai đoạn vừa qua là một cái giai đoạn mà thị trường nó cho chúng ta cơ hội ra rất nhiều lần nhưng chúng ta vẫn không ra, cơ hội cho chúng ta hạ tỷ trọng rất nhiều lần ha chị, thậm chí là trong những giai đoạn gần đây mình cũng báo cho anh em hạ tỷ trọng rất nhiều ha. 2 ngày gần đây, cái ngày gần nhất là cái ngày này, good day cả nhà đúng không, khi mà nó kéo cho chúng ta lên 1.255. Vùng cân bằng của chúng ta đã tới trong hôm nay 1.255, 1.258. Đây là vùng lực cung ra cao thứ hai sau vùng đỉnh. Lực chốt lãi quanh nhịp hồi theo đúng kế hoạch bảo toàn lượng tiền hạ 30 tới 50% lượng hàng đã có trong ngày kéo tốt banh và hưng phấn của thị trường đúng không? À, những diễn biến như này là những cái diễn biến mà đầu phiên và tới buổi trưa em sẽ hay cập nhật. 50% còn lại view tiếp cho hết tuần này, có biến động mình sẽ ra hết, chỉ giữ 10 tới 20% lượng cổ phiếu thôi. À, chờ phiên bán tháo hoảng loạn và sàn trắng bên mua. VN Index muốn vào tăng mạnh thì cần phải có ít nhất một dòng dẫn đúng không? Rồi. Đây, thậm chí ở đây hành động chiều nay kéo mạnh bán bớt, kẹt hàng hay full hàng cũng phải ra bớt cho vòng sau. Ha. Rồi, xong ngày hôm nay cũng vậy luôn, vẫn cố gắng cho anh chị ra. Kế hoạch lại tiếp tục hạ bớt về mức an toàn buổi sáng nha chị, 9 giờ 5 phút nha. 50% tiếp tục ha, ra thêm 30% nữa. Đấy. Đây là những cái sự cố gắng của anh em trong câu lạc bộ để làm sao cho chúng ta giảm thiểu rủi ro nhất có thể ha. Còn cái việc mà hành động của anh chị á, nó tùy thuộc vào cổ phiếu anh chị đang nắm nữa, thì anh chị phải nhắn tin trực tiếp cho anh em thì anh em mới xem được coi cổ phiếu của anh chị nó hồi về được tới đâu, hoặc là chúng ta phải ra khi mà nó vi phạm vùng nào ha. Các anh chị nhà đầu tư nếu như không phải là khách hàng của anh em á thì cũng có thể liên hệ với em qua số điện thoại này, hoặc là em sẽ add anh chị vào một cái room. Trong room này nhân lực của em là rất mạnh nha anh chị, năm sáu anh chị em, năm sáu các anh em luôn, sẽ hỗ trợ cho anh chị rất nhiều để cơ cấu tài khoản hoặc xử lý tài khoản ha. Chúng ta phải kế hoạch làm sao cho nó hợp lý nhất nha anh chị, vào room này hoặc là room săn cá mập. Nói chung là anh chị vào room này đi thì sẽ có nhân lực bố trí để cho anh chị một một luôn ha, hỗ trợ cho anh chị một một xử lý cái tài khoản luôn, hoặc làm sao để hạ bớt được cái rủi ro cao nhất có thể nha anh chị. Thì có khoảng 5 cho tới 6 anh em đang túc trực ngày hôm nay nè, trong ngày hôm nay và ngày mai hỗ trợ cho anh chị hết mức có thể, hết mức công suất luôn. Anh chị nhắn tin cho em qua số điện thoại 1950952 1527, em sẽ add anh chị vào cái room đấy thì sẽ phân bổ các nhân lực hỗ trợ cho anh chị luôn ha. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn anh chị cần một người đi cùng, mà cái team đang có một kế hoạch chung thì team đã có ra. Nói chung là tới bây giờ làm video là 8 giờ rồi đúng không, anh chị nhìn 8 giờ rồi thì cả tiếng đồng hồ anh em đã họp một cái kế hoạch ra, năm sáu nhân em nhân lực của chúng ta họp một cái kế hoạch ra để làm sao có một cái câu chuyện chung để xử lý cho anh chị hết. Thì nếu như anh chị là khách hàng thì không vấn đề gì, tại vì room đều có những cái lộ trình đi chung,
Còn nếu như chị không phải là khách hàng hoặc là anh chị là nhà đầu tư mới mới xem video, nhắn tin cho em sẽ add anh chị vào cái room đó. À, một cái room mà đa số các anh em đang túc trực hết, chạy hết công suất trong tối ngày hôm nay để hỗ trợ cho anh chị về cái mặt giải quyết cái vấn đề danh mục mà anh chị đang nắm giữ ha. Rất nhiều anh chị đang full hàng, đảm bảo cho mọi người rất nhiều anh chị đang full hàng và chị không tin thị trường nó giảm đâu. À, và nếu như anh chị không tin mà đã kẹt hàng thì ngày mai cần hành động như thế nào, cần phải làm gì, cổ phiếu nào, có những cổ phiếu tới bây giờ anh chị sẽ không cần phải bán nữa nhưng có những cổ phiếu ngày mai hồi lên chúng ta bắt buộc phải bán tiếp, thì cổ phiếu đó là cổ phiếu nào, chẹt đồ thị như thế nào thì chị nhắn tin cho em để add anh chị vào cái room đó. Thì anh chị cần nhắn tin cho em thôi, em sẽ hỗ trợ cho anh chị về mặt cơ cấu danh mục ha, hoặc là các anh em trong team sẽ cố gắng hỗ trợ cho anh chị một một luôn để làm sao bám sát cho chúng ta phiên ngày mai hoặc thậm chí là cái phiên tuần sau luôn, thì tuần sau mới là cái tuần quan trọng. Nên chị thôi quay trở lại với lại thị trường ha. Chúng ta thấy nhà đầu tư nước ngoài đang mua vào, công ty chứng khoán đang mua vào, tự doanh đấy đang mua vào, cá nhân lại bán ra. Đó là một trong số những cái yếu tố hai lần rồi nha chị, hai lần rồi tự doanh cá nhân bán ra hơn 1.000 tỷ hai lần rồi trong cái tuần trước call margin đúng không, và trong cái tuần này khi mà thị trường hồi xong đạp mạnh thì cá nhân bán ra hai lần rồi. Khi mà cá nhân bán ra mạnh á thì câu chuyện của chúng ta game đã sắp xếp lại đúng không ạ. Thì anh chị cứ để ý đi, khi mà người ta ra hàng á anh chị sẽ không biết được người ta đang ra hàng, nhưng mà khi chúng ta bán mạnh bất chấp ra thì khi đó họ đang gom hàng vào, và đây là những con số cụ thể trên thị trường. Nước ngoài bắt đầu mua ròng vào đúng không ạ, công ty chứng khoán bắt đầu mua ròng vào đúng không ạ, và cái biên độ giảm cổ phiếu của anh chị đã giảm tương đối nhiều rồi, tính từ vùng đỉnh phải 30 cho tới 40% rồi ha. Thì những anh chị nhà đầu tư hoặc những tổ chức người ta đang mua vào đánh trung hạn rồi, bây giờ chỉ cần một cái phiên bán tháo nữa thôi, họ sẽ mua vào với một cái khối lượng rất lớn và nó sẽ đảo chiều ở cái vùng đó. Thì vùng đó là vùng nào, chút nữa chúng ta sẽ đi vào cái phân tích kỹ thuật xem thử coi vùng đó là chúng ta nên dự đoán vùng nào. Bây giờ chúng ta không dự đoán, chúng ta chỉ ước lượng cái vùng đó và chúng ta thấy được cái tín hiệu đó xuất hiện là chúng ta mua thôi ha. Rồi anh chị thấy được là cái giai đoạn tuần hồi vừa qua là một cái giai đoạn rất rõ ràng là chúng ta thấy được thị trường không lên được. Tại vì sao? Nó thiếu hai cái yếu tố mà trong video trước em có nói đúng không? Một là phải xuất hiện một cái dòng dẫn dắt của thị trường để sóng đi lên, kéo thị trường không rơi nữa ha, không xuất hiện trong giai đoạn sóng ngày vừa qua. Thứ hai là nó phải cần có yếu tố quay trở lại của nhóm đã đạt chúng ta rơi, đó là nhóm ngân hàng ha. Phiên ngày hôm thứ ba thứ tư của tuần trước chính ngân hàng là cái nhóm ngành đưa chúng ta đi về nơi xa, vậy thì nhóm ngân hàng cần phải quay trở lại đỡ thị trường và kéo sóng của ngân hàng quay trở lại ha, và kéo dòng tiền trở lại, nhưng hai yếu tố này đều mất trong giai đoạn hồi phục vừa qua. Vậy thì khi mà nó về một cái vùng cản mạnh, đa số các anh chị nhà đầu tư đều bây giờ rất rất giỏi kỹ thuật, em nói thật rất giỏi kỹ thuật, đa số anh chị đều biết phân tích kỹ thuật hết, thì chúng ta đều thấy được một cái vùng đó là một cái vùng cản cản cung cản chung. Vậy thì những cái nhà đầu tư lớn người ta không có dạy gì, người ta đánh lên cái vùng đó để cho anh chị chốt cả, người ta phải đánh xuống cho chị hoảng loạn ra luôn để người ta tiếp tục, người ta mua vào với cổ phiếu giá rẻ. Thì hôm nay người ta mua rẻ rồi đó, người ta mua rẻ những cổ phiếu sàn, những cổ phiếu 4-5%, những cổ phiếu rất tốt mà giảm chung với thị trường. Thì bây giờ cần cái gì, cần một cái phiên kích hoạt bán tháo nữa, có nghĩa là nhà đầu tư cá nhân phải bán tháo một lần nữa, thì khi đó chúng ta mới thấy được thị trường nó sẽ chắc chắn cái vùng tạo đáy hơn, nó sẽ rủ cho chúng ta vài lần như vậy. Khi mà chị mất niềm tin, tới khi mà nhà đầu tư cứng đầu nhất cũng phải ra hàng thì khi đó thị trường sẽ tạo đáy nha chị. Thì cái yếu tố nào cho thấy được nhà đầu tư cứng đầu nhất phải ra hàng, đó là cái yếu tố thị trường nó sàn hàng loạt, là các anh chị nhà đầu tư cuối cùng nhất là cái đánh kiểu này ngày mai nó còn sàn nữa, thôi bây giờ thà tới điểm này ra đi chứ không ngày mai nó sàn nữa, thì thị trường sẽ tạo đáy nha chị. Bây giờ chúng ta sẽ đang chờ đợi xem, rất có thể thị trường sẽ có một cái phiên wash out rất nhanh ha, đánh sàn xong wash out rất nhanh, thì cái phiên nó sẽ là phiên như thế nào và giai đoạn ra sao trong giai đoạn sắp tới thì chúng ta sẽ đi vào video này ha. Đây là những thông tin chung nhé, chỉ cần những thông tin như thế này thì vào room cộng đồng, room cộng đồng thì có trên cái phần QR này, mở Zalo ra quét QR trên đây ha, thì chúng ta sẽ vào cái room cộng đồng, khi đó anh em sẽ cập nhật cho chị hàng ngày ha những cái thông tin như thế này, những thông tin này tụi em trả phí đấy nha chị, những thông tin như thế này là tụi em phải trả phí hàng tháng đấy. Nên cập nhật cho các chị nhà đầu tư và đặc biệt là trong cộng đồng ha. Rồi đó là nói về thông tin chung. Rồi cái việc thứ hai nữa là cái việc mà thị trường ngày hôm nay thanh khoản rất lớn với một cái vol cao, đây là một cái điểm xấu của thị trường đúng không ạ. Anh chị nhìn trên đồ thị kỹ thuật á, hôm nay tại sao không có cái sự bán tháo hàng loạt, bởi vì hôm nay thị trường của chúng ta nó đang rơi về một cái vùng hỗ trợ trước đó then chốt bật lên, đó là vùng 1.225, có bật lại ở 1.226.9. Vậy thì ngày mai yếu tố nào là yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm? Đó là ngày mai nếu như các chị nhà đầu tư đang full hàng thì phải làm gì? Các chị nhà đầu tư đang full tiền thì phải làm gì? Chắc chắn rồi, full tiền không thể nào là chúng ta all in ngay vùng này được. Chúng ta bắt đầu giải ngân đối với những cái mã cổ phiếu đang chiết khấu sâu ha.
Và anh chị nhà đầu tư đang full hàng thì ngày mai chúng ta cần phải tiếp tục câu chuyện là giảm bớt cái lượng hàng của chúng ta, hay chúng ta hay còn gọi là bán bớt hàng ra và hạ tỷ trọng đấy, ít nhất là phải 50%, thà chậm còn hơn trễ nha. Chị trễ là chị không làm được gì luôn, nó đi về tới đó không có tiền mà mua cổ phiếu rất rẻ nhưng tài khoản lại âm 30%, không có tiền để mua. Tuy nhiên nếu chị bán ra cái vùng này, thị trường nó đánh cho chúng ta một cú wash out mạnh về dưới nữa thì chúng ta vẫn có thể mua lại cái lượng hàng tốt. Anh chị ra được bây giờ bên em nắm tầm khoảng 20 tới 30% thôi, chúng ta còn 70 tới 80% còn lại, chúng ta dư sức chúng ta mua cân 4 đúng không? Một cân 4 rất thoải mái. Vấn đề bây giờ chúng ta là đi lựa chọn cổ phiếu thôi. Những cái nhịp T cộng vừa qua có những cổ phiếu sẽ lại, có những cổ phiếu sẽ lỗ. Tuy nhiên làm sao để cho những cổ phiếu lại nó nhiều hơn cổ phiếu lỗ là được. Rất rõ ràng, cứ coi livestream là chị biết ha. Người thật, việc thật làm như thế nào, livestream như thế nào. Thậm chí livestream trực tiếp trong giờ nó mới hay nha chị, còn làm video xong rồi giống như anh em bây giờ nói thì nói rất dễ đúng không? Anh chị kêu tụi bay mỏm rồi, tụi bay xong rồi tụi bay mới nói. Còn trong livestream kế hoạch hành động như thế nào, mua bán như thế nào nó mới là hấp dẫn ha. Thì hẹn gặp quý vị nhà đầu tư vào mỗi buổi livestream vào trong giờ thôi, từ 8 giờ 45 cho tới 11 giờ 30, 1 giờ cho tới 2 giờ 45 hàng ngày nhé. Rồi trong ngày hôm nay chúng ta thấy được là đang sideways trong biên độ sideways down đúng không ạ? Và cái nhịp hồi này nó không lên được tới vùng trên, có nghĩa là kết thúc nhịp rồi, à kết thúc nhịp hồi ha, và sẽ có thể sẽ đi về cái sóng N, được chưa? Có thể sẽ đi về cái sóng N. Vậy thì cái sóng này nó sẽ về tới đâu? Chúng ta dựa trên cái phân tích kỹ thuật để chúng ta ra quyết định đầu tư, chứ chúng ta không dựa trên cái điểm cảm tính của chúng ta để quyết định đầu tư nhé. Rồi ha, mình đi vào cái thông tin này. Chúng ta thấy được là phiên ngày hôm nay ngân hàng nó vẫn có những cổ phiếu nó đỡ lại được, đó là Vietcombank, đó là BIDV. Ha, tuy nhiên những mã cổ phiếu mid cap bay màu. Vậy thì nhịp sau chúng ta nên bắt cổ phiếu này. Nhịp sau chúng ta nên lưu ý vấn đề gì? Thì cái nhịp sắp tới á, rất có thể nha chị, rất có thể cổ phiếu ngân hàng nó sẽ là một cái đối trọng lớn để nó giảm điểm. Tuy nhiên, cổ phiếu ngừng rơi sẽ có thể là cổ phiếu mid cap. Tại vì sao? Chúng ta sẽ đi qua hai nhóm ngành mid cap và nhóm large cap nha. Anh em nhìn thấy nhóm mid cap đúng không? Nhóm mid cap vẫn tiếp tục hồi lên xong nó rơi. Nhưng cái vấn đề của chúng ta nhìn ở khung đồ thị tháng và thị tuần á, nhóm mid cap của chúng ta đang rơi về một cái vùng hỗ trợ rất mạnh nha chị, một cái vùng hỗ trợ rất mạnh, đó là hai vùng hai dao găm này. Một biên độ rơi cũng tương đối lớn trong giai đoạn vừa qua rồi. Có nghĩa là nhóm mid cap của chúng ta nó đã rơi rất sâu rồi. Và chỉ cần một cái phiên nữa thôi đạp thẳng về dao găm này nó sẽ rút chân lên. Nha. Có nghĩa là nhóm mid cap sẽ có một cái nhịp quét mạnh nữa xong rồi sau đó nó sẽ rút chân lên. Rất nhanh. Đây. Đây chính là vùng em chờ đợi. Được chưa? Đây chính là cái vùng em chờ đợi ha. Vậy thì nhóm mid cap còn rơi nữa không? Còn rơi nữa. Tuy nhiên cái nhịp rơi này sẽ là một cái nhịp rơi mà anh chị em cần phải mua vào chứ không phải là cái nhịp rơi để cho anh chị bán ra nha. Rồi chúng ta nhìn qua nhóm large cap. Anh em thấy nhóm large cap có rơi chưa? Chưa đúng không? Tại vì sao ạ? Tại vì nó vẫn đang đỡ. Rồi anh em nhìn qua khung đồ thị tuần của nhóm nhóm large cap, anh em kêu là cái cũng giao găm gần tới rồi. Tuy nhiên giao găm này nó đã chạm vào tháng trước rồi, à tuần trước rồi. Vậy thì nếu mà nó sẽ rơi về đâu? Nó sẽ rơi về cái vùng mà giá gần như là sẽ chạm về cái dao găm tuần này luôn, à dao găm tháng này luôn, đánh bật xuống đây luôn thì sau đó nó mới bắt đầu nó lên lại được nha anh chị. Đó là nhóm large cap ha, có nghĩa là nhóm large cap cái biên độ rơi của nó còn xa hơn cái nhóm large cap một chút nữa ha. Còn nhóm 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 mid cap chứ, nhóm mid cap cũng đã gần tới cái vùng chúng ta đang thấy rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta đang đi qua cái large cap với mid cap để chúng ta coi cái bức tranh chung. Bây giờ chúng ta đi qua VN Index thì index của chúng ta cần yếu tố gì để bắt đáy và cần yếu tố gì để hoảng loạn đúng không? Thì bây giờ đa số các cái anh chị nhà đầu tư đang rất lo lắng và đang hoảng loạn cái thị trường kiểu này chắc toang rồi. Đó, đó là yếu tố chúng ta cần phải lưu ý. Thị trường sắp toang rồi của đa số nhà đầu tư cá nhân sẽ là cơ hội rất lớn của các tổ chức và các công ty chứng khoán để họ mua vào. Nha. Vậy thì chúng ta đang lo lắng. Đổi suy nghĩ đó lại. Tại sao 3 4 ngày trước thị trường nó đang bưng bưng trên đây chúng ta không lo lắng mà bây giờ đạp xuống chúng ta lo lắng. Đúng không? Thì bây giờ chị thì thấy được thị trường của chúng ta nó sẽ rơi, xác suất 99% nó sẽ rơi. Quan trọng là nó rơi về đâu thì chúng ta bắt đúng không ạ? Rồi, bây giờ giả sử nha. Em giả sử ngày mai thị trường nó mở gap down. Xong rồi nó rơi mạnh luôn cả buổi sáng thì anh chị có dám bắt không? Đúng không? Và quan trọng nó rơi về đâu? Ví dụ như ngày mai mà thị trường nó mở gap down mà nó đánh thì chúng ta bật thẳng rơi thẳng về mùng 1193, 1195 là bắt. Tuy nhiên ngày mai nó chỉ rơi gấp đao về loanh quanh 1120 xong rồi sau đó nó rút chân lên thì không bắt. Hoặc là ngày mai nó lại kéo lên hồi thì không bắt. Rất dễ ngày mai có nhịp hồi nha chị, chuyện rất dễ. Xong một cái nhịp giảm mạnh như thế này, media bơm thổi ra thì nhịp hồi ngày mai là rất khả năng rất cao. Tại vì sao?
khách sạn nó mở ra đi. Anh em đánh này, 1, 2, 3, 4, 5, chiều ngày mai khách sạn mở ra. Chiều ngày mai thậm chí tới ngày thứ hai khách sạn vẫn mở ra. Tuy nhiên là cái vùng khách sạn mở ra như thế này á, không phải là cái vùng mà để cho anh em all-in, đúng không ạ? Nếu như nó rơi sâu hơn nữa thì chúng ta all-in. Nếu như thị trường chúng ta ngày mai mở cửa xanh hồi lên thì chúng ta phải nhanh chóng chúng ta cơ cấu tài khoản nha, làm sao cho nó hợp lý nhất có thể, được chưa? Cơ cấu như thế nào, cơ cấu cổ phiếu nào, cơ cấu với tỷ trọng ra sao thì anh chị nhắn tin cho em ha, thì đó sẽ có một cái đội ngũ hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư trong trong room khách hàng, sẽ chat riêng cho anh chị luôn. Anh chị chỉ cần nhắn thôi, add anh chị vào room, xong rồi sau đó sẽ có anh em sẽ có những cái thành viên hỗ trợ trực tiếp riêng cho anh chị nhà đầu tư ha, yên tâm vấn đề đó. Và những cái kế hoạch đã được thông qua rồi, những cái kế hoạch giao dịch như nào cũng đã được đưa qua rồi, và những cái mã cổ phiếu, những nhóm ngành nào đáng lưu ý, đáng quan tâm có thể bắt được, hoặc những cổ phiếu nào, nhóm ngành nào phải ra tiếp hàng thì cũng đã đưa ra kế hoạch hết rồi ha. Thì chị nhắn tin đi, sẽ có nhân sự hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi, đó là chúng ta nói về câu chuyện của VN Index trong phiên ngày mai, nếu như hồi. Vậy thì nếu như rơi thì rơi về vùng nào? Đó, hồi nãy em nói cho anh chị nhà đầu tư đúng không? Nếu như ngày mai đóng thẳng xuống dưới đây 1193, 1195, chúng ta sẽ bắt đầu bắt hàng vào nha. Vậy thì ngày mai anh chị kêu là anh em nói là thủng 1236 ở khung tuần là em ra khỏi màn, thì tại sao bây giờ nó đạp về 1193, 1195 em lại vào hàng lại? Thì đây là cái yếu tố em đang đánh giá trong ngắn hạn. Nếu như nó rơi thẳng về thì một cú hồi của nó sẽ rất mạnh ha, sau đó chúng ta sẽ cân nhắc thị trường xem như thế nào. Bởi vì khi mà nó về 1193, 1195 á, tương ứng với lại khung đồ thị tuần, nó sẽ rơi thẳng cho anh chị về loanh quanh 1200 ha, thậm chí là đánh xuyên qua giao găm một chút xíu rút lên, và nó sẽ đi về đúng cái vùng TK hỗ trợ tháng 1194. Thì cái việc đầu tiên nó về đây, nó sẽ có một cái nhịp hồi lên rất là nhanh. Xong rồi sau đó cái việc mà nó rơi về 1163 hay không, đó là khung đồ, cái là khung khách sạn tháng ấy, thì chúng ta sẽ tính sau. Nếu như chúng ta đo chính xác nha anh chị, 1, 2, 3, thì đâu đó tháng 9 và tháng 10 nó mới có thể về được 1163. Còn trong ngắn hạn chúng ta sẽ về được 1194 thôi. Bởi vì đa số các cổ phiếu của chúng ta đều chiết khấu rất sâu rồi. Đa số các cổ phiếu của chúng ta bây giờ chỉ cần chờ một cái phiên wash out nữa thôi, hay là một cái phiên bán tháo tóc hoảng loạn nữa thôi là được. Thì em đang kỳ vọng sáng ngày mai nó sẽ có một cái phiên bán rất mạnh từ buổi sáng. Chúng ta cứ chờ đợi thị trường trong chiều ngày hôm nay, tối ngày hôm nay liệu có những thông tin nào đó tiêu cực ra hay không. Nếu như nó có những thông tin tiêu cực ra thì nó sẽ ủng hộ cho một cái nhịp bán rất mạnh vào ngày mai ha. Tuy nhiên thị trường sẽ rất khó nếu như ngày mai hồi luôn trong buổi sáng, hoặc là giảm thêm một chút xíu nữa thôi và nó hồi luôn, thì thị trường của chúng ta sau này nó còn rơi khốc liệt hơn nữa nha anh chị. Bây giờ chúng ta chỉ cần một cái nhịp rơi mạnh xuống dưới, xong rồi sau đó nó kéo lên, thì thị trường của chúng ta nó sẽ có tới 4 tuần lễ nó hồi phục được nha. Nó rơi thẳng về 1193, bây giờ anh chị đo từ 1193, 195 mà 21226 rơi bao nhiêu điểm? Rơi cho chúng ta 36 điểm, 30 điểm, thậm chí là gần 30 điểm đấy nha chị, chứ không phải là chị thấy ở chút xíu như đây nó lên không tới, không phải. Nó rơi cho anh chị thêm 30 điểm nữa. Hôm nay chỉ cần có 20 mấy điểm thôi, thị trường của chúng ta đã giảm 2% rồi. 423 mã đỏ và 27 mã sàn rồi ha. Thì bây giờ nếu như nó rơi tầm khoảng 30 điểm nữa là một cái phiên wash out rất mạnh. Thậm chí nếu như cuối phiên ngày mai mà nó về anh em cũng bắt được luôn. Vấn đề bây giờ là chúng ta có tiền hay không? Vấn đề bây giờ là chúng ta nên như thế nào? Thì cái việc mà nhịp hồi trong phiên sáng ngày mai á, nó sẽ có thể để đến được nha, sẽ có thể đến được với anh chị nhà đầu tư nha, sẽ đến được. Khi mà anh em mình thấy được là khách sạn 15 phút á, nó vẫn đang có hơi hướng nó mở ra đâu đó trong khoảng một tiếng đầu tiên ha, khoảng một tiếng đầu tiên. Khi mà nó mở ra được rồi á, cái vùng mà chúng ta đang chờ là 1235, 1238. Mai nó về là anh em phải cơ cấu nha, nếu mà nó về cơ cấu nha. Còn sáng mai mà mở cửa đạp luôn á thì bình tĩnh, mở cửa đạp luôn sẽ là đẹp đó. Nhưng mà em nghĩ là thị trường đánh như thế này nó sẽ không mở cửa đạp luôn đâu. Thị trường đánh như thế này nó sẽ có két cho chúng ta tiếp tục tới giờ chiều nó mới đẹp, hoặc là tới cái thời điểm mà chị thấy nó kéo lên xả xuống rồi mới đạt. Thị trường bây giờ vẫn chưa có hoảng loạn đâu, chị chưa hoảng loạn đâu. Anh em mình nhìn thấy trên đồ thị kỹ thuật nè, khi chỉ báo Psychology Index vẫn chưa đi về dưới đây là chưa hoảng loạn đâu. Nhịp sau mà nó về đây nó mới hoảng loạn này. Ha, từ đây về đây tầm khoảng 2 ngày thôi. Ha, từ đây về đây tầm khoảng 2 ngày tới 3 ngày, maximum là 3 ngày. Đập mạnh thì tầm 2 ngày là nó sẽ đưa chúng ta một cái vùng hoảng loạn, và đặc biệt là UC Index sẽ ngóc đỏ lên luôn nhịp này. Ha, anh chị thấy cái nhịp rồi lần trước nó phục hồi lên không? Nhưng mà chỉ số UC Index nó vẫn tăng không? Có nghĩa là cái mức độ lo lắng của anh chị vẫn cao. Anh chị chấp nhận mua, tuy nhiên lại mua để bán ra liền và mức độ lo lắng rất cao. Thì khi mà nhịp lần thứ hai này chỉ số PC Index của chúng ta lại rơi tiếp tục về vùng giá dưới đây nha, là đảm bảo cho anh chị luôn là chỉ số UC Index nó lên thẳng lên trên.
đọc thẳng trên đây luôn, là khi đó chúng ta sẽ đi bật đáy được nha, bật đáy một cái nhịp tương đối mạnh đó, bật đáy một cái nhịp khoảng hơn 100 điểm. Tuy nhiên bây giờ cái việc mà nó giảm là từ 20 cho tới 30 điểm nữa là có, hoàn toàn có thể xảy ra giảm từ 20 cho tới 30 điểm nữa ha. Thì chúng ta chờ đợi nhịp đó đi sớm thì vào ngày mai, trễ là vào ngày thứ hai ha. Anh chị em mình thấy được mới phiên đầu tháng thôi, mới ngày 1 tháng 8 thôi mà anh chị nhà đầu tư đã có một cái gì đó rất là đau xót đúng không? Tài khoản của chúng ta nó giảm mạnh. Thậm chí là bây giờ mình nắm lượng màng cổ phiếu anh chị kêu là bây giờ nắm 20-30%, anh chị cũng giảm mạnh, cũng giảm nữa chứ không phải là không. Đối với anh chị nắp vài tỷ đi thì 20-30% lượng hàng của anh chị cũng mang lại niềm đau chứ không phải là cái niềm vui sướng gì cả. Nha, nên đa số các anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn này tin em đều lỗ hết. Không có ông nào lãi hết. Chỉ có ông cầm tiền đứng ngoài là không lãi, là không lỗ thôi chứ ông không có lãi. Cầm tiền làm sao mà lãi nha, cầm tiền trong giai đoạn này đứng ngoài là không lỗ thôi, còn đa số các nhà đầu tư chúng ta chỉ có lỗ ít hoặc lỗ nhiều thôi chứ không thể nào là không lỗ. Thị trường đánh như thế này làm sao không lỗ, thị trường đánh như thế này làm sao không lỗ, có cho anh em mình ra đâu, nó đâu có tăng lên đây cho mình ra đâu đúng không? Thì khi mà nó gãy cái vùng này là xong rồi ha, thời điểm về đây kéo lên anh chị sẽ có lãi chắc chắn, nhưng mà gãy cái vùng này xong về đây chỉ có hồi ra thôi chứ không thể nào mà lãi được nữa ha. Đây là câu chuyện nói về cái việc nhịp hồi. Thì cái video này rất là kỹ nha anh chị. Ngày mai chúng em sẽ đi rất sát đối với anh chị nhà đầu tư. Mà bây giờ anh chị hỏi là liệu nhóm ngành của anh chị đang nắm nó có hồi được hay không, hoặc là nó có tạo đáy được hay không. Thì các cái nhóm ngành mà có khả năng tạo đáy sớm cho anh chị này, mà có thể tạo đáy được á, là chỉ có hai nhóm ngành thôi nha anh chị. À, ba nhóm ngành nha, ba nhóm ngành em đánh giá là ba nhóm ngành: nhóm bất động sản, nhóm thép và nhóm chứng khoán. Thì anh chị nhìn thấy được nhóm bất động sản là nhóm rơi đầu tiên, xong rồi tới nhóm chứng khoán, và ngày hôm qua là nhóm thép đúng không? Ngày hôm qua là em đến làm một cái video là thép sập VN đi bụi đấy, nhưng mà ngày hôm qua không đủ thời gian, ngày hôm qua công việc rất là bận không đủ thời gian ha anh chị. Thì ngày hôm nay làm luôn cho chúng ta cái video này, bởi vì đa số các chị khách hàng đều nắm được cái vấn đề của chúng ta rồi ha, đều đưa về cái mức tỷ trọng an toàn rồi. Thì ngày mai là cái ngày nếu như thị trường nó có một cái việc đột biến giảm tới đó, chúng ta sẽ bắt đầu mua vào, không phải là cái ngày để cho anh chị bán tháo đấy nha. Ngày mai là cái ngày cho chúng ta chuẩn bị, nếu như nó về đây là chúng ta phải mua vào nha anh chị ha. Cái biên độ mà chúng ta mua vào là một cái biên độ mà nó sẽ mang lại lợi nhuận chúng ta lớn thay vì chúng ta bán ra. Anh chị mà ngày mai nó kéo nó đạp cho chúng ta thủng 1.200 mà chị bán ra mà nó kéo lên nó không dám vào. Còn anh chị nhà đầu tư mà chờ 1.160 á, ngày mai á, mà nó giảm xuống á, mà đỡ có bán ra rồi á, thì đừng có mua vào liền, chờ khoảng 2 tháng nữa đi rồi mua. Anh chị chờ khoảng 2 tháng nữa đi rồi mua, hoặc là nó kéo nhịp hồi phục lên xong rồi sau đó nó có nhịp điều chỉnh lại nữa thì chúng ta mua nha. Thì vấn đề bây giờ em đang thấy được là cái việc mà áp đảo chỉ số có thể sẽ đến từ nhóm banh, có thể nhóm banh nó sẽ gây áp lực bằng cái việc mà nó xả ra để nó giảm chỉ số. Tuy nhiên nhóm cổ phiếu mid cap sẽ không rơi sâu nữa đâu, nhóm cổ phiếu mid cap đa số đều về hỗ trợ tháng hết rồi, có nghĩa là đa số các anh chị nhà đầu tư chung và dài hạn bắt đầu câu chuyện là mở mua rồi. Mình lấy một cái ví dụ đơn giản đi, chúng ta nói về nhóm thép đi, chúng ta thấy cổ phiếu Hòa Phát đúng không? Hòa Phát hôm nay nó gãy 27 rồi, đây là một cổ phiếu là ngày mai buổi sáng ngày mai là chúng ta sẽ cho ra ha. Gãy 27 rồi là chúng ta sẽ phải ra quyết liệt đúng không? Cái khung tuần của chúng ta biên độ sideways tuần này gãy này. Vậy thì cái vùng mua Hòa Phát trung hạn là vùng nào? 25.5. Tuy nhiên nhà đầu tư lớn á, người ta đã gom mua vào vùng này rồi. Một cái vùng thanh khoản to như thế này với cái việc giảm như này không sàn nha chị, thì họ đã bắt đầu họ gom mua vào cái vùng 26x này rồi. Và họ sẽ mua rất nhiều ở chúng ta ở cái vùng giá 25 25.5. Nha. Cái vùng giá mà khung đồ thị trung hạn á, nó về đây, anh chị biết được Hòa Phát khối lượng rất là lớn và tỷ trọng nhà đầu tư lớn, nắp lớn đánh rất lớn ha, nên họ sẽ phải gom hàng xuống chứ không phải là họ chờ họ bật một cục 1.000.000 cổ phiếu vô, không phải, họ đang gom hàng xuống có nghĩa là họ đang chia tỷ trọng rồi họ để mua vào. Nếu như không có nhà đầu tư đỡ thì Hòa Phát của chúng ta hôm nay nó cũng đi luôn chứ không phải đi vài phần trăm đâu mà đi luôn ha. Thì bây giờ để câu chuyện là nó đi tiếp là mọi người vẫn phải tiếp tục câu chuyện họ mua vào ha. Thì cái vùng giá mà nếu như cá nhân anh em mà chúng ta đang đánh á thì có thể là đánh ở cái vùng giá 25 25x này. À, mua vào một cái nhịp 25 25x này để đánh cho chúng ta về cái vùng khách sạn chúng ta hồi về lên quanh vùng 28. Đó là em đang nói nhà đầu tư chung và dài hạn nha. Còn việc mà nhà đầu tư để gọi là tất tay cổ phiếu luôn á, tất tay cổ phiếu luôn á, mà khi thị trường nó về 116x á, thì Hòa Phát nó phải về vùng giá 23.4 23.5 như này. Vùng giá này nè chị. Nha, ngắn hạn thì nó về 25 25.5 nhưng mà gọi là trung hạn thì 25.5. Dài hạn hơn á, đánh gọi là ôm luôn với một lượng cổ phiếu cực lớn á, thì họ phải chờ cái vùng giá 23.4. Nhưng mà bắt đầu như thế này là anh em mình thấy được không? Công ty chứng khoán này, tổ chức này đang mua vào rồi, khối ngoại đang mua vào rồi. Có nghĩa là họ đã bắt đầu câu chuyện là họ gom hàng vào rồi. Họ đã chia hàng cho chúng ta hết rồi. Họ chia hàng cho chúng ta nắm giữ hết rồi. Anh chị sớm thì ra được một trong hai phiên trước. Còn chị trễ bây giờ thì tranh thủ nha. Trễ thì tranh thủ ra nếu như ngày mai có một cái nhịp hồi phục nhanh để tránh cái một cái pha
quét hàng loạt, anh chị có thể lỗ 10 15% hơn là anh chị lỗ 20 đến 21% ha. 10 15% cắt được về dùng giá dưới, chúng ta có thể là mua lại để giảm cái lỗ về và chúng ta về bờ nhanh hơn, hoặc là chúng ta chỉ giảm lỗ về tầm khoảng 7 8% trong hiệp hội thôi ha, thay vì nó giảm xuống dưới 21% không có tiền mua nữa. Thì đó rất điều đó rất đáng tiếc nha chị nhà tư ha. Rồi, đó là cổ phiếu Hòa Phát. Chúng ta qua mã cổ phiếu mà chúng ta thấy được là một nhịp giảm vừa qua nó cũng khá là sốc, đó là một cổ phiếu NSA. Vùng giá của chúng ta là vùng giá, chúng ta đo từ đỉnh đi ha, là một cái vùng giá 39 40 đúng không? Nó giảm chúng ta 23% rồi. Vậy 23% ở đây liệu đủ chiết khấu chưa? Em đánh giá là chưa. Nhưng mà nhà nhà đầu tư nước ngoài tổ chức hoặc là nhà đầu tư trung dạng đã mua chưa, em đánh giá là đã có rồi. Ha, vốn lớn như này họ cũng đang gom mua cái vùng giá thấp. Ha, để cho có những cái rút chân như này. Nếu như không có những cái rút chân như này là họ không mua, nhưng họ vẫn đang mua lên. Vậy thì họ sẽ mua tới vùng giá nào? Đối với em SSI họ sẽ mua tới vùng giá 27.7 cho tới 28. Là họ sẽ đánh lại về đúng cái biên độ dưới này luôn. Thậm chí là nếu như có sâu hơn thì VN Index mà về 116X là nó sẽ về cho chúng ta vùng giá 26.5 luôn, là một cái vùng giá mà chị nhà đầu tư đánh tất tay được trung hạn luôn ha. Đó, chúng ta thấy được vùng giá 27X cho tới 28 là cá nhân chúng ta mua được rồi, chưa chắc chúng ta sẽ mua được đáy đâu, chúng ta hãy mua những cái vùng đáy thôi nha. Vậy thì ở đây 30 liệu mua được chưa? Anh chị nhà đầu tư full tiền mua được với tỷ trọng 10-20%, 80% còn lại mua giá 27-28 ha. Đó là SSI. Hai cổ phiếu đó, Hòa Phát và SSI, là chị sẽ nhìn ra được bức tranh của câu chuyện rồi. Có nghĩa là rơi nó vẫn rơi nữa, tuy nhiên sau một cái nhịp rơi này nó sẽ hồi rất nhanh. Tại sao? SSI của chúng ta đang tắt kiếm ra rất xa. Tuy nhiên trong ngắn hạn một cái nhịp đạp xuống nữa là có. Thì đạp xuống nữa nó sẽ làm cho cái việc tắt kiếm ra nó mất cân bằng rất nhiều. Thì khi mà nó đạp sâu hơn xuống, nhà đầu tư cá nhân của chúng ta bán ra xong, tổ chức mua vào, chúng ta thấy được nhà đầu tư cầm tiền bắt đầu thay thế chúng ta đi vào thì nó sẽ kéo lên rất nhanh nha. Vậy thì vùng giá mà anh em mình có thể tất tay được của AI phải là cái vùng giá 28 nha chị. Chờ đợi xem phiên ngày mai liệu nó có đạp xuống một cái nữa không để rút chân lên. Có thể nha, có thể ngày mai nó đạp xuống, đâu đó ngày mai nó đạp xong ngày mốt nó lại rút lên thì chúng ta cũng có thể tạo đáy được vùng này, được chưa? À, ở đây mình cảm nhận được nó rất sát vùng tạo đáy của đa số cổ phiếu rồi nha chị. Liệu chúng ta có bắt được hay không, hay là chúng ta lại lo sợ để chúng ta đánh vỡ mất những cái cơ hội sắp tới, hoặc là chúng ta lại chờ nó kéo lên xong chúng ta lại mới mua vào ha. Thì đó thì rất là đáng tiếc. Đó là tổng hợp những cái thông tin và nhận định của em đánh giá trong ngày hôm nay. Rồi mọi người lại hỏi là thị trường hôm nay nó có biến động gì không, anh chị nghe kêu là chiến tranh sắp nổ ra Israel với lại Iran này kia, thì điều này nó có ảnh hưởng tâm lý của nhà đầu tư là có chứ phải là không nha anh chị? Ảnh hưởng tâm lý là có chứ là chứ phải là không. Tuy nhiên anh chị thấy được cái việc mà nhà nhà tổ chức lớn họ ra hàng, họ phân phối cho chúng ta không phải là lúc này, họ đã ra hàng họ phân phối cho chúng ta những thời điểm như thế này, hồi lên như thế này, hồi lên như thế này ba lần rồi anh chị, một lần, hai lần, họ ra chúng ta cả ba lần rồi ha. Vậy thì cái lần thứ ba này khi mà anh chị thấy được tín hiệu kỹ thuật nó gãy ở đây kêu chết rồi, nó gãy ở đây anh chị mới ra, sai lầm rồi anh chị, nó gãy ở đây rồi là anh chị chúng ta phải bắt đầu chúng ta canh để chúng ta mua vào ha. Khi mà đa số bây giờ tay to họ cũng biết kỹ thuật chứ đâu phải là không, đúng không? Họ đều đo được kỹ thuật cỡ nào, kỹ thuật họ đo được. Vấn đề của chúng ta là cộng kỹ thuật và tâm lý mua bán để ra cái quyết định hợp lý nhất nha chị. Thì nếu như mà không được thị ngày tạo được tín hiệu phân kỳ á thì chúng ta sẽ đánh một nhịp tương đối ngay ha. Rồi đã nói chúng ta nói như vậy thôi, còn cụ thể hơn thì anh chị nhà đầu tư cần liên hệ để anh em tôi hỗ trợ ha. Bây giờ những cái nhịp hỗ trợ như thế này á là những cái nhịp mà chị yên tâm đi. À, tụi em sẽ tư vấn cho chị hỗ trợ miễn phí luôn, không có vấn đề gì hết. Cũng không phải là miễn phí nữa, nói chung là chị yêu mến nhắn tin cho tụi em thì tụi em hỗ trợ thôi, chẳng có gì là phí với lại miễn phí cả ha chị. Nói chung là anh chị yêu mến tin tưởng, nhờ anh em tư vấn thì anh em sẽ tư vấn, nhờ anh em hỗ trợ anh em sẽ hỗ trợ, đừng có ngại anh chị, đừng có ngại, đừng nghĩ là anh chị giao dịch ở chỗ này chỗ kia ngại quá nhờ tụi em thì không sao hết. Khi mà anh chị cần tụi em ở đây thì khi mà tụi em cần anh chị sẽ ở bên cạnh tụi em, đúng không ạ? Thì bây giờ khi anh chị đang cần tụi em vẫn ở đây, tụi em vẫn livestream, tụi em vẫn làm video, tụi em vẫn chăm sóc room, tụi em vẫn nhắn tin cho anh chị, tụi em vẫn chăm sóc cho anh chị, tụi em vẫn hỏi han chị xem anh chị ổn không, tụi em vẫn làm sao cho chị cảm giác luôn luôn có người bên cạnh. Thì đó mới là cách chăm sóc của những anh em làm việc lâu dài ha. Thì ở ITB có một cái câu chuyện rất là hay và anh Phát luôn đặt cái chữ tín và cái tâm của các anh em lên đầu, chứ không có quan tâm nhiều tới cái việc là phí hay là quan tâm nhiều cái việc là anh chị donate cái gì, không quan tâm ha. Tại sao vậy? Bạn đang chị thấy được anh em đâu bao giờ để những cái
ban cao hay gì đâu. Trên livestream em chưa bao giờ em để những cái vấn đề liên quan tới ban ha, chẳng qua là những cái vấn đề liên quan tới đánh tề cộng chị yêu mến có thể cà phê thì được, không thì thôi ha. Rồi ngắn hạn như vậy thôi. Ngày mai nếu mà có bán tháo nữa thì có thì đừng có bán nha, kẹt quá, lỡ kẹt quá kêu là thôi anh chịu đóng anh show luôn. Thì nếu như em nói về 1.193, 1.195 rồi chịu đóng anh show luôn, nhưng anh chị có dám gồng được thêm 7% nữa hay không? Nếu như anh chị chấp nhận được tài khoản của anh chị gồng thêm được 7% nữa, hoặc tối thiểu 4-5% nữa thì hãy chịu đóng anh show. Còn nếu như không thì chúng ta cần một cái nhịp là nó kéo lên, chúng ta bán ra thôi ha, để gì, để cover lại một giá thấp. Chúng ta nhịp này không cần bán ra hết, bán ra 80% thôi ha, xong rồi chúng ta sẽ mua lại với vùng giá chiết khấu tầm khoảng 4-5% nữa, hoặc thậm chí là nó đánh sàn hàng loạt thì tầm khoảng 7% nữa thôi. Thị trường như thế này rất dễ sàn hàng loạt cho anh chị nhé, rất dễ sàn hàng loạt luôn. Hôm nay là chưa phải sàn hàng loạt đâu, anh chị thấy hôm nay chưa sàn hàng loạt đâu. Khi nào mà anh chị thấy bên ngân hàng á nó chẳng bên mua luôn á, ngân hàng nha, em đang nói ngân hàng nha, bây giờ ngân hàng đang níu giữ thôi. Ngày mai khả năng rất cao là anh em bây giờ mới ra VBank 50 thôi, ngày mai sẵn sàng là sẽ ra hết VBank, đúng không? VBank cũng sẽ sẵn sàng ra hết luôn, bởi vì những cái vùng giá như này là những vùng giá tương đối nhạy cảm, đúng không? Những cái vùng giá mà chị thấy được là kéo lên xả ra, đúng không? Kéo lên xả ra là chúng ta thấy rất rõ là kéo lên xả ra đó. Em đã thấy rất rõ ràng những cái câu chuyện như vậy thì chúng ta cần phải lưu ý một số những cái vấn đề đáng là quan tâm ha. Khi mà nhóm ngân hàng mà nó xả ra hàng loạt cái gì thì cổ phiếu midcap của anh chị không cần phải giảm mạnh nữa, tuy nhiên điểm số sẽ giảm rất mạnh nha, nên anh chị cần thấy là điểm số chỉ cần giảm 30 40 điểm đó thôi, banh nó trắng 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 mình mua. Midcap của anh chị nó trắng 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 luôn, tuy nhiên là hãy đè đè vào midcap mà mua nha, chị đè vào midcap mà mua, midcap nó giảm tương đối nhiều rồi ha, nó chiết khấu tương đối cao rồi. Còn ngân hàng á, nhóm ngân hàng á, khi nào nó sàn đi chúng ta mới tính nha, khi nào nó sàn đi cổ phiếu ngân hàng nào chúng ta thấy được về cái vùng giá hỗ trợ mua chúng ta mới mua. Còn bây giờ cổ phiếu ngân hàng đang lấp lửng thôi, nó kéo lên rất mạnh, nó xả chúng ta ra để nó ra hàng midcap đúng không, lại kéo nhẹ lên xả ra, thì khi nào mà cổ phiếu ngân hàng nó cắm đầu xuống đây luôn nè, nó mới bù đắp được cái nhịp giảm chỉ số như thế này. Có nghĩa là midcap nó giảm trước, ngân hàng nó tăng lên, nó giảm vừa thôi, bây giờ ngân hàng nó phải giảm sâu hơn nữa, nó tạo chỉ số giảm và cái lượng ngân hàng giảm đều nhau, thì khi đó nó mới đồng pha với nhau để nó đi lên ha. Thì chỉ có hai cách hồi thôi, một là nó phải wash out rất mạnh, trong livestream sáng nay mới chia sẻ rồi đúng không, chỉ có hai cái nhịp có thể hồi mạnh được thôi. Một là nó giảm đều chung luôn, giảm tới mức mà nhà đầu tư phải hoảng loạn bán ra luôn thì nó bật lên nó mới mạnh. Hai là cái nhóm cổ phiếu ngân hàng nó phải kéo rất mạnh lên và nó tạo cho chúng ta một cái đà lan tỏa của những cổ phiếu khác, có nhóm cổ phiếu mid cap đó, nó kéo lên để tạo đáy thì mới được. Tuy nhiên cái việc mà nhóm thứ hai á, khi mà dòng tiền tập trung vào ngân hàng á, nó sẽ không kéo được cái nhóm cổ phiếu mid cap lên ha, có nghĩa là chúng ta cần sự hồi phục đồng đều để chúng ta hay có một cái phiên anh chị hay kêu là FTD á, nhưng mà thực sự những cái thời điểm như thế này để tìm một cái phiên FTD á, rất là khó nha. Thì vấn đề của chúng ta là cần cái gì, cần một cái sự đánh xuống hàng loạt để cho chúng ta phục hồi lên nhanh. Thì anh em cũng chia sẻ cho anh chị luôn là giảm giảm lẹ này nha, giảm giảm nhanh đi, đừng có cùn cưa cho anh chị nhà đầu tư nữa, rất là khó chịu ha. Thì sắp tới rồi anh chị, nó đã cho chúng ta tín hiệu rồi, sắp tới rồi, thậm chí là Vietcombank anh chị thấy được hôm nay nó níu giữ chỉ số để nó xả đó thôi. Vietcombank chỉ níu giữ chỉ số cho xả thôi, Sanbeco cũng vậy, cũng níu giữ chỉ số cho nó xả đó thôi. Buổi sáng BIDV cũng thịnh. Tuy nhiên anh chị thấy được là trong ngắn hạn, anh chị thấy được là hai hai ba cái nhóm cổ phiếu trụ như Vietcombank, BIDV nó lại tương đối ổn hơn đúng không? Bởi vì nó giảm trước đó rồi và đang hồi lên, nó cũng giảm sau. Rồi như vậy thôi. Thế thì cụ thể như vậy, kế hoạch của hành động của chúng ta đã rõ rồi. Bây giờ chúng ta không phải là cái ngày bán nữa. Trong một cái rủi nó sẽ có một cái may. Trong một cái tương đối u buồn chúng ta sẽ có những cái tia sáng ở cuối đường hầm nha. Thì chúng ta chỉ cần chờ phiên hoảng loạn thôi để chúng ta thay đổi cuộc chơi lại, chúng ta thay máu lại ha. Anh chị nhớ rằng cái nhịp mà chúng ta mua xuống á là một cái nhịp mà chúng ta cần phải hết sức quan tâm về vấn đề đi vốn nha, sàn hàng loạt cộng với chỉ số nữa, chứ không phải là cứ sàn hàng loạt là anh em mình mua, hoặc là chỉ số giảm về cổ phiếu nó phải về cái điểm hỗ trợ an toàn anh em mình mới mở mua. Và mở mua như thế nào, nhịp này em chỉ giải ngân hai lần, một lần 50% và một lần 30% còn lại nha, bởi vì chúng ta đang nắm 20% đúng không. Bây giờ chúng ta còn 50% lượng tiền, chúng ta sẽ giải ngân rất mạnh vào ngày mai. Và 30% còn lại chúng ta sẽ giải ngân vào ngày thứ hai, nếu như ngày mai là cái ngày kết tuần mà nó bán mạnh. Còn nếu như ngày mai nó hồi, thì cái phần 20% còn lại sẵn sàng ra tiếp, hoặc sẵn sàng ra hết luôn trong giai đoạn ngày mai, để chúng ta chờ đợi một cái nhịp wash out hoặc một cái nhịp đánh rất sốc vào cái tuần thứ hai của tháng 8. Thì em nghĩ rằng cái tuần thứ hai của tháng 8 sẽ là cái tuần tạo đáy của VN Index trong khu vực tháng 8 và tháng 7 này. Cái tuần thứ hai của tháng 8 sẽ là cái tuần Index có khả năng tạo đáy được nha. Đây
ha, để cái tuần thứ ba và cái tuần thứ tư của chúng ta là khả năng phục hồi lên là cao nha chị. Thì tháng 8 này không phải là tháng u buồn nữa, tháng tháng 6 ăn cháo hầm xương anh là anh Phát làm rồi đúng không, tháng 7 bẻ gãy sừng bò đúng không, và bây giờ tháng 8 của chúng ta không phải, anh Phát đã cho chúng ta hai cái tháng là thị trường nó đang rũ bỏ ra rồi, nó đang phân phối ra rồi, thì bây giờ tháng 8 này là cái tháng mà anh em mình thấy được cái gì nó rõ ràng nhất thì nó lại mơ hồ nhất đúng không ạ. Cái gì mà nó đang thấy bây giờ anh chị đang bán hoảng loạn nhất thì nó sẽ là mơ hồ nhất ở cái vấn đề nó tạo đáy nha, bình tĩnh không vấn đề gì nữa. Còn nếu như có câu chuyện nào về vấn đề hỗ trợ danh mục hoặc nhắn tin trong phiên, nhắn tin cho em ha, em sẽ cố gắng đưa chị vào một cái room để các anh em trong đội ngũ trong team ITP sẽ hỗ trợ cho chị khách hàng hoặc là các chị nhà đầu tư một cách hiệu quả nhất nha anh chị. Rồi như vậy thôi, hẹn gặp lại mọi người ha. Còn tín hiệu bắt đáy cụ thể như thế nào, diễn biến của thị trường ra sao thì hẹn mọi người vào ngày mai vào lúc 8:45 ha trên kênh Ichimoku Club này. Rồi như vậy thôi ha, bây giờ mọi người lo, đây là một cái liều đổ binh, em nghĩ là một cái video này sẽ là một cái liều đổ binh rất lớn nha chị ha. Video trước thì chúng ta nói rồi đúng không ạ, hồi rồi rơi rất rõ ràng, bây giờ mình đang đi theo cái flow đó thì đừng có nghĩ là rơi rồi nó nghỉ luôn, đừng có nghĩ như vậy. Hồi rồi rơi chúng ta đã ra được rồi thì bây giờ chúng ta phải thay ngược lại đối với nhà đầu tư cá nhân. Nhà đầu tư cá nhân đang bán 1.100 mấy chục tỷ mà, thì khả năng ngày mai mà hoảng loạn nữa là đầu tư cá nhân lại bán tiếp nha chị. Nhưng mà mình phải nhìn ngược lại, nãy em nói rất rõ đúng không, khối ngoại bắt đầu mua vào rồi, công ty chứng khoán tự doanh cũng đang mua vào rồi, tổ chức cũng đang mua vào rồi, chỉ có cá nhân mình đang bán ra thôi. Khi mà cá nhân bán liên tục hàng loạt á, thì đây là sẽ cái vùng tạo đáy. Khi mà cá nhân đang mua ròng hàng loạt các anh chị, đây cá nhân mua ròng hàng loạt những cái vùng như này vô nổ nổ lên là cái vùng mà chúng ta phải lo lắng bán ra đúng không, thì cái vùng hôm nay vô nó nổ lên là chúng ta phải lưu ý. Ngày hôm qua vô nó nổ rồi anh chị, cái là ngày hôm qua vô nó nổ kỳ kỳ rồi, nên cái vấn đề là chăm sóc cho anh chị và về cái việc ngày hôm qua kêu bán á, là rất rõ ràng đấy, là rất rõ ràng đấy. Đây là vùng lực cung ra cao thứ hai sau vùng đỉnh đó nha chị, sau cái vùng đỉnh đó, đỉnh ở đây nè, đây là một lực cung ra cao thứ hai sau vùng đỉnh, chúng ta phải ra đi ha. Rồi thôi, hy vọng là cũng sẽ được đồng hành cùng mọi người trong giai đoạn sắp tới nha. Trước mắt thì anh chị cần hỗ trợ thì cứ nhắn tin cho em ha, qua số điện thoại này em sẽ hỗ trợ cho chị vào room, có thể là room cộng đồng hoặc có thể là room tư vấn hoặc có thể là room khách hàng ha. Nếu anh chị mở một cái tài khoản SSI của bất kỳ anh em nào trong team của ITP hoặc là trong team của em Tèo thì có thể là chúng ta sẽ vào room nhau để đồng hành xem coi ngày mai chiến lược của chúng ta sẽ đi như thế nào nha. Rồi bye bye mọi người ha, hẹn gặp lại mọi người vào cái phiên, có thể là sẽ phiên tất tay vào ngày mai hoặc là có thể là sẽ cái phiên giải ngân 50% đầu tiên của chúng ta vào ngày mai ha. Chuẩn bị đi săn thôi, thoải mái tinh thần đó nha, thoải mái. Đang kẹt hàng thì ngày mai cũng sẽ có cách cho anh chị ra hàng để chúng ta rào lại ha. Thay vì chúng ta bán ở cái vùng giá sàn, chúng ta hãy bán khi nó chưa sàn và chúng ta hãy mua giá sàn đúng không ạ, lời hơn, hời hơn ha. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé. Ăn cơm ngon miệng nha cả nhà, bình tĩnh cũng ngon nhất, tối nay không cần có gì phải lo lắng cả, đảm bảo cho mọi người luôn. Tối nay media sẽ ra những cái tin rất xấu thì khả năng ngày mai thị trường của chúng ta rất có thể nha xấu hơn nữa, xấu thêm một cây nữa hoặc là nó sẽ hồi, mà hồi thì chúng ta sẽ có kế hoạch như thế nào rồi anh chị biết rồi phải không ạ. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào phiên Việt ngày mai nhé, tạm biệt cả nhà nhé. Thì có một mã cổ phiếu mà em cũng chia sẻ luôn, chắc tặng mọi người luôn ha, chia sẻ sắp tới em sẽ đánh ở cái vùng giá 30 VGS. Có mua giá 30 ha, hiện tại hôm nay tại sao vẫn chưa mua giá 32 thì chúng ta em đang chờ giá 30, thì có thể là 30 hoặc nó đánh sàn luôn thì chúng ta chờ mua sàn ở vùng giá đâu đó 29 hay 95 gì đấy nha anh chị. Rồi bye bye mọi người, hẹn gặp lại anh chị nhà đầu tư vào phiên livestream vào ngày mai nhé, tạm biệt.